Chăm em nha, ta phải làm việc rồi. Tuyệt vời. Ngồi đây và chơi ngoan nhé. Trò chơi mới đây. Ôi không, làm gì đây? Biết rồi. Đừng khóc mà, đừng khóc. Chắc em ấy đói rồi, đi làm đồ ăn thôi. Không không không, là của em bé mà. Đồ ăn đã xong rồi. Cái gì? Bé con em đâu rồi? Không đời nào. Em ấy không có ở đây. Ôi. Bé con đi đâu rồi? Anh biết phải làm gì rồi. Gì? Sao chứ? Hả? Xin chào. Đừng lo lắng, ta đến ngay đây. Tiến đi. Oh yeah. Hả? Cần thứ gì đó để lót dạ. Ai gọi báo cảnh sát thế? Có chuyện gì thế? Chú phải đi tìm em bé. Nên truy tìm dấu vết đã. Vâng ạ. Cái gì? Dấu vết ở đây rồi. Và đây cũng là dấu vết nè. Nhưng đó là của cháu mà. Và đây cũng là bằng chứng nữa. Đây, ngươi chạy không thoát đâu. Chà, chúng ta sẽ phải dán tin thôi. Cái gì? Nhưng đây đâu phải là em cháu. Ủa.
em bé ơi. Em bé. Em bé ơi, em bé đâu rồi? Không đời nào. Chúng ta phải tìm lại thôi. Không. Không đời nào. Ôi không, chỉ là búp bê thôi. Ai bắt em bé đi rồi? Hay là cậu? Không, không. Hay là cậu? Không. Dana, Dana. Sao vậy? Anh tìm thấy rồi. Phổ biến. Em bé, em có ở đây không? Không phải em bé, chạy đi. Biết rồi. Này ông ơi, nhà mới nè. Wow. Genial. Em bé sao? Em bé là em sao? Ta tìm thấy em bé rồi. Không phải do ta đâu. Không đời nào. Cái gì? Ai ở đó thế? Con quái vật kìa. Ba, hai, một. Là em bé đó. Vậy ra em ở đây suốt. Tuyệt vời. Thế là xong việc của mình rồi.